EU tạm chốt trần giá với dầu Nga. Các thành viên Liên minh châu Âu EU hôm 1 tháng 12 đã tạm thời nhất trí về mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng đối với dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga, một ý tưởng của G7 với cơ chế điều chỉnh để giữ trần ở mức thấp hơn giá thị trường 5%. Theo Reuters, thỏa thuận vẫn cần phải được tất cả các chính phủ EU phê chuẩn bằng văn bản trước ngày 2 tháng 12. Một nhà ngoại giao EU cho biết, tính đến tối ngày 1 tháng 12, Ba Lan, quốc gia thúc đẩy mức trần càng thấp càng tốt, vẫn chưa xác nhận liệu họ có ủng hộ thỏa thuận này hay không. Các nước EU đã tranh cãi trong nhiều ngày về các chi tiết của mức giá trần nhằm cắt giảm thu nhập của người Nga từ việc bán dầu. Đề xuất ban đầu của G7 vào tuần trước là mức trần từ 65 đến 70 đô la Mỹ một thùng mà không có cơ chế điều chỉnh, vì dầu thô Uran của Nga đã được giao dịch thấp hơn, ở mức khoảng 70 đô la Mỹ một thùng vào chiều ngày 1 tháng 12, nên Ba Lan, Litva và Estonia bác bỏ mức trần G7 đề xuất vì không đạt được mục tiêu chính là giảm khả năng tài trợ cho chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Một nhà ngoại giao EU nói với Reuters, giá trần được đặt ở mức 60 đô la Mỹ với điều kiện khoản giữ mức giá này thấp hơn 5% so với giá thị trường đối với dầu thô của Nga dựa trên số liệu của IEA. Reuters trích dẫn một tài liệu của EU cho thấy trần giá sẽ được xem xét vào giữa tháng 1 tới và cứ sau đó 2 tháng một lần để đánh giá cách thức hoạt động của thỏa thuận và phản ứng với những bất ổn có thể xảy ra trên thị trường dầu mỏ. Tài liệu cũng cho biết, thời kỳ chuyển tiếp kéo dài 45 ngày sẽ áp dụng cho các tàu chở dầu thô có nguồn gốc từ Nga đã được nạp trước ngày 5 tháng 12 và dỡ hàng tại điểm đến cuối cùng trước ngày 19 tháng 1 năm 2023. Giá trần của G7 đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga sẽ có hiệu lực vào ngày 5 tháng 12, thay thế lệnh cấm hoàn toàn khắc nghiệt hơn của EU đối với việc dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga, như một cách để bảo vệ nguồn cung dầu toàn cầu vì Nga chiếm đến 10% sản lượng dầu thế giới. Ý tưởng thực thi giới hạn của G7 là cấm các công ty vận chuyển, bảo hiểm và tái bảo hiểm xử lý các lô hàng dầu của Nga trên toàn cầu, trừ khi nó được bán với giá thấp hơn giá do G7 và các đồng minh của họ đặt ra. Bởi vì các công ty vận chuyển và bảo hiểm quan trọng của thế giới có trụ sở tại các quốc gia G7, nên mức giá trần được cho là sẽ khiến Moscow khó bán dầu của mình với giá cao hơn. Nga nêu lý do hủy đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, có ít khả năng nối lại đàm phán về thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ trong bối cảnh Moscow có các ưu tiên khác. Trong thông báo đưa ra hôm 29 tháng 11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow không có lựa chọn nào khác ngoài hủy thảo luận với Mỹ về thanh sát vũ khí theo thỏa thuận New START, Reuters đưa tin. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Ryabkov cho hay Washington muốn nối lại đàm phán giữa hai bên, tuy nhiên Moscow có những ưu tiên khác. Quan chức Bộ Ngoại giao cũng cho biết tình hình tại Ukraine là một trong các lý do khiến Nga hủy kế hoạch thảo luận song phương tại Cairo ngay trước khi cuộc gặp diễn ra. Ông Ryabkov cho biết ít có khả năng hai bên có thể nối lại đàm phán về vấn đề hạt nhân trong năm nay. Trước đó khi trả lời CNN, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Nga đưa ra lý do cho việc hủy cuộc họp vào ngày 29 tháng 11. Theo đó, Mỹ đã nhận được thông báo một vài ngày trước khi cuộc họp diễn ra. Mỹ sẵn sàng rời cuộc họp sang thời gian sớm nhất có thể do quá trình thanh sát vũ khí hạt nhân là yếu tố then chốt để duy trì việc thực hiện Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí New START, quan chức Mỹ bổ sung. Theo Sputnik, Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí hạt nhân New START được Nga và Mỹ ký kết vào năm 2010. Văn kiện này có mục tiêu là cắt giảm một nửa phương tiện phóng tên lửa hạt nhân của hai quốc gia. Hiệp ước này lẽ ra nên hết hiệu lực vào năm 2021. Tuy nhiên, Moscow và Washington đã thống nhất kéo dài hiệu lực của văn kiện này thêm 5 năm mà không cần đàm phán lại các điều khoản của thỏa thuận. Mỹ và NATO tìm cách sưởi ấm cho người dân Ukraine. Các ngoại trưởng của NATO và Mỹ sẽ họp trong 2 ngày 29 và 30 tháng 11 tại Bucharest, tìm cách vừa giữ cho hàng triệu người dân Ukraine được an toàn và ấm áp, vừa duy trì quân đội Ukraine trong mùa đông sắp tới. NATO sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine, bao lâu cũng được, chúng tôi sẽ không lùi bước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu tại Bucharest, thủ đô của Romania. Trọng tâm là hỗ trợ Ukraine và đảm bảo Tổng thống Putin không giành chiến thắng. Trước cuộc họp, các quan chức Mỹ và châu Âu giấu tên cho biết các gói viện trợ sẽ bao gồm tiền mặt, thiết bị truyền tải điện và nhiều vũ khí hơn để chống lại máy bay không người lái và bổ sung kho đạn đang cạn kiệt. Sắp tới sẽ là một mùa đông khủng khiếp đối với Ukraine. Vì vậy, chúng tôi đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ để nước này có thể chống chọi, một nhà ngoại giao cấp cao của châu Âu nói với hãng tin Reuters. Kiev cáo buộc Moscow thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng điện và sưởi ấm của Ukraine gần như hàng tuần kể từ tháng 10. Kiev cho rằng đây là chiến dịch có chủ ý nhằm gây hại cho dân thường.
Moscow nói tổn thương người dân không phải là mục đích của họ, nhưng sự đau khổ của người dân Ukraine chỉ kết thúc khi Kiev chấp nhận yêu cầu của Moscow. Vẫn chưa có cuộc đàm phán nào để kết thúc chiến sự. Nga xâm nhập các vùng của Ukraine rồi tuyên bố sẽ không từ bỏ, trong khi Ukraine tuyên bố chiến đấu cho đến khi thu hồi toàn bộ lãnh thổ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự đoán các cuộc tấn công mới cũng sẽ tồi tệ như tuần trước. Kiev lúc này tuyết đang rơi và nhiệt độ dao động quanh ngưỡng đóng băng. Không ít người trong và xung quanh thủ đô đã chật vật sưởi ấm trong chính ngôi nhà của họ. Các quan chức Kiev cho biết họ vẫn sẽ dựng cây thông Noel dù không có đèn để có chút không khí ngày lễ. Chúng tôi không cho phép ông Putin đánh cắp Giáng sinh, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko nói với hãng thông tấn RBC của Nga. Dọc theo chiến tuyến ở miền đông Ukraine, mùa đông đang mở ra giai đoạn mới của cuộc xung đột, đặt ra thách thức mới cho cả hai bên sau vài tháng Nga rút lui. Vào cuối ngày 28 tháng 11, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, lực lượng Nga đang pháo kích dữ dội vào các thị trấn ở bờ Tây của sông Dnipro, bao gồm cả Kherson, nơi Nga đã rút khỏi hồi đầu tháng. Nga tiếp tục pháo kích vào các mục tiêu chính là Bakhmut và Avdiivka ở Donetsk, đồng thời bắn phá khu vực xung quanh Kupiansk và Liman ở phía Bắc. NATO kêu gọi tăng cường hỗ trợ Ukraine trước các cuộc không kích dồn dập của Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 29 tháng 11 nhận định liên minh này sẽ không lùi bước trong việc ủng hộ Ukraine, đồng thời kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ Kiev trong mùa đông tới, giữa bối cảnh nước này đối mặt với thời tiết lạnh giá và bóng tối do Nga tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng. Cuộc họp của Ngoại trưởng các nước NATO tại Bucharest của Romania tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine như các hệ thống phòng không và đạn dược, cũng như các vấn đề khả năng và nguồn cung, cùng với các gói hỗ trợ phí sát thương. Một phần trong gói hỗ trợ phí sát thương bao gồm nhiên liệu, trang thiết bị y tế, thiết bị giữ ấm mùa đông và các hệ thống gây nhiễu UAV. NATO sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine lâu nhất có thể. Chúng tôi sẽ không lùi bước, ông Stoltenberg nhận định trong bài phát biểu ở Bucharest. Trọng tâm chính là hỗ trợ Ukraine và đảm bảo Tổng thống Putin sẽ không giành chiến thắng, ông Stoltenberg cho hay, đồng thời nhận định cách duy nhất để đạt được các điều khoản hợp lý trong quá trình đàm phán hòa bình là hỗ trợ Ukraine đạt được bước tiến trên chiến trường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này cảnh báo rằng Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công mới và điều tồi tệ nhất vẫn chưa tới khi hàng triệu người có thể không có khí đốt, điện và nước. Nga thừa nhận tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, song phủ nhận ý định gây tổn thương cho dân thường. Đây sẽ là một mùa đông tồi tệ với Ukraine, vì thế chúng ta phải tăng cường hỗ trợ nước này, một quan chức ngoại giao cấp cao của châu Âu bình luận. Về mặt quân sự, NATO tiếp tục thúc đẩy các nhà sản xuất vũ khí tăng cường sản xuất, song một nhà ngoại giao thận trọng cho rằng điều này có thể gây nên các vấn đề về khả năng cung ứng. Chúng tôi đang hỗ trợ tối đa những gì có thể, nhưng đây là vấn đề thực sự. Ukraine hiểu rõ điều đó, thậm chí kho vũ khí của Mỹ cũng gặp một số vấn đề, nhà ngoại giao này cho hay. Các ngoại trưởng của các nước NATO cũng thảo luận về việc Ukraine xin gia nhập liên minh này, nhưng họ chỉ xác nhận về chính sách mở cửa của NATO, trong khi triển vọng để Ukraine trở thành thành viên của liên minh có lẽ vẫn còn xa vời. Italia chi 2 triệu euro cho sáng kiến ngũ cốc biển đen của Ukraine. Ngày 28 tháng 11, Ngoại trưởng Italia Antonio Tanzani cho biết chính phủ nước này đã dành thêm 2 triệu euro cho thỏa thuận mang tên sáng kiến ngũ cốc biển đen nhằm phân phối ngũ cốc Ukraine cho các nước nghèo nhất trên thế giới đang thiếu lương thực. Phát biểu với báo giới, ông Tanzani nói 2 triệu euro sẽ tạo động lực cho sáng kiến xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bất chấp những khó khăn liên quan đến chiến tranh. Ukraine tự coi mình là nhân vật chính để giúp đỡ hàng triệu người đang sống trong tình trạng khẩn cấp về lương thực. Italia không thể không sát cánh bên họ. Trước đó cùng ngày, Bộ Cơ sở Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho biết nước này muốn kéo dài thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc. Bộ trưởng cho biết thêm về mặt chiến lược, Ukraine cần đạt được mục tiêu đẩy nhanh quá trình kiểm tra tại các cảng, đồng thời kéo dài thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc thêm ít nhất một năm. Ông Kubrakov đánh giá Ukraine có thêm tiềm năng đẩy mạnh hơn nữa việc xuất khẩu ngũ cốc theo thỏa thuận trên, vì hiện nay ba cảng của Ukraine đang chỉ hoạt động với 50% công suất. Trước đó vào ngày 22 tháng 7, tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, các quan chức Nga và Ukraine đã ký các thỏa thuận riêng rẽ với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết vấn đề cung cấp lương thực và phân bón ra thị trường toàn cầu. Trong khuôn khổ thỏa thuận này, Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đã nhất trí thành lập Trung tâm Điều phối chung GCC để giám sát các tàu chở ngũ cốc. Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8.